Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh QS News Khí tài quân sự. Ngày 19 tháng 5 năm 2023, Hội đồng Bộ trưởng Campuchia đã phê chuẩn dự án hệ thống Logistics và điều hướng tại Tôn Ba Sắc, còn gọi là kênh đào Phù Nam Techo, sau 26 tháng nghiên cứu khả thi. Kênh đào dài 180 km này sẽ nối thủ đô Phnom Penh của Campuchia với các cảng biển trên vịnh Thái Lan, giúp Campuchia có thể tiếp cận các tuyến hàng hải quốc tế và mở rộng giao thương. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế đang lo ngại rằng dự án này sẽ không chỉ gây đảo lộn hệ sinh thái mà còn tác động đến địa chính trị trong khu vực. Trong đó, Việt Nam được cho là quốc gia sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất một khi dự án này được hoàn thành. Vậy thực sự dự án này sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam? Và chúng ta đã phản ứng như thế nào trước siêu dự án này của chính quyền ông Hulmanet? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay của kênh QS News Khí tài quân sự. Trước khi vào nội dung chính, mong các bạn dành vài giây đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo nhé. Tác động tiêu cực. Nối sông Mekong với biển của Campuchia, dự án kênh đào này dài khoảng 180 km, được chính phủ Campuchia khởi xướng năm 2022. Dự án dự kiến khởi công năm 2024 và hoàn thành vào năm 2027 với tổng kinh phí đầu tư 1,7 tỷ đô la Mỹ. Rất nhiều ý kiến bày tỏ quan ngại về dự án với những tác động tiêu cực làm suy giảm tài nguyên nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhất là trong bối cảnh hạn mặn, biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt hơn. Các chuyên gia về thủy lợi cho rằng, trường hợp Campuchia không chỉ sử dụng kênh đào cho mục đích giao thông thủy, mà còn hướng đến đa mục tiêu phát triển nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ và thương mại, thì ước tính sơ bộ lưu lượng khai thác có thể lên đến 150 mét khối giây và chiếm khoảng 30% lưu lượng về sông Hậu trong mùa khô. Qua đó có thể khiến tình trạng xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long trở nên gay gắt và khó lường hơn. Bày tỏ lo ngại về dự án trên, ông Lê Anh Tuấn, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu thuộc Trường Đại học Cần Thơ cho biết, dự tính khi có kênh đào Phù Nam Techo, sự thiếu hụt nước ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ trầm trọng hơn, thậm chí có thể ảnh hưởng trên một nửa diện tích canh tác của vùng trong tương lai vào mùa khô. Trong khi đó, vào mùa mưa, kênh đào Phù Nam Techo với đường đắp bờ hai bên thành đường giao thông và đô thị hóa cũng có thể trở thành con đê cắt ngang qua các cánh đồng ngập lũ, từ đó làm thay đổi nghiêm trọng phân bổ nước về vùng trũng tứ giác Long Xuyên, ảnh hưởng đến vùng sản xuất lúa lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long. Theo thông tin từ dự án, ngoài mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào tuyến sông Cửu Long đi qua đồng bằng sông Cửu Long, kênh đào Phù Nam Techo còn nhằm mang lại một số lợi ích khác như tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và hành khách giữa Campuchia và quốc gia khác, thúc đẩy phát triển kinh tế của các tỉnh ven biển Campuchia. Tuy nhiên, ở góc độ vận tải thủy, đại diện Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam, cơ quan thường trực Hiệp định Vận tải đường thủy giữa Việt Nam và Campuchia cho biết hiện nay, 1/3 hàng hóa quá cảnh xuất nhập của Campuchia từ khu vực cảng Phnom Penh sẽ qua cửa khẩu Vĩnh Sương, An Giang, cửa khẩu Thường Phước, Đồng Tháp và tuyến sông Tiền để đến cảng biển Cát Lái và Cái Mép Thị Vải. Tuyến đường thủy này có chiều dài lần lượt khoảng 300 km, 375 km và các phương tiện thủy của Campuchia được tự do giao thông thủy theo hiệp định giữa hai nước. Trong trường hợp kênh đào Phù Nam Techo hoàn thành, nếu hàng hóa từ Phnom Penh xuất đi các nước ở phía đông như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản qua kênh Phù Nam Techo dài 180 km, sẽ còn phải đi vòng qua mũi Cà Mau của Việt Nam, có chiều dài tổng cộng khoảng 900 km. Như vậy, so với tuyến vận tải đường thủy truyền thống qua sông Tiền sẽ xa hơn khoảng 500 km. Vì vậy, khó để nói kênh Phù Nam Techo sẽ mang lại lợi ích nếu xét về góc độ vận tải đường thủy. Tuyên bố đanh thép của Campuchia. Cũng liên quan đến siêu dự án này của Campuchia, đại diện Ủy ban sông Mekong Việt Nam cho biết, đến nay, trên cơ sở nghiên cứu các thông tin thông báo về dự án cho Ủy hội sông Mekong Quốc tế của Campuchia, Ủy ban sông Mekong Việt Nam đã trao đổi song phương với phía Campuchia, đồng thời đề nghị phía Campuchia chia sẻ các thông tin chi tiết về dự án, bao gồm báo cáo khả thi, tiến hành nghiên cứu chung về tác động với môi trường, áp dụng hướng dẫn đánh giá tác động xuyên biên giới của Ủy hội sông Mekong Quốc tế. Bên cạnh đó, Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong Quốc tế cũng đang nghiên cứu độc lập về tác động của dự án kênh đào Phù Nam Techo, đặc biệt là các tác động xuyên biên giới, để đề xuất các biện pháp giảm thiểu và giám sát tác động. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Campuchia tuyên bố nước này không có nghĩa vụ cung cấp thêm thông tin và sẽ không tham vấn với các quốc gia trong khu vực về dự án kênh đào Phù Nam Techo. Dự án này có tác động tối thiểu đến môi trường,
Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chan Thon ngày 7 tháng 5 nói, cho biết lượng nước qua kênh Funan Techo là 5 mét khối mỗi giây, còn dòng chảy sông Mekong là 8.000 mét khối mỗi giây. Ông ví von, lượng nước được chuyển hướng chỉ bằng một giọt nước trong xô. Kênh Funan Techo dài 180 km sau khi nâng cấp sẽ có chiều rộng 100 mét, độ sâu tới 5,4 mét, cho phép xà lan và tàu có trọng tải 3.000 tấn đi qua, Phó Thủ tướng Campuchia cho biết. Cũng theo ông Sun Chan Thon, Campuchia đã thông báo cho Ủy hội sông Mekong, MRC, về dự án này, nhưng sẽ không tham vấn với các nước khác trong khu vực về kênh đào. Nếu được yêu cầu, Campuchia sẽ cung cấp thêm thông tin với MRC, nhưng không có nghĩa vụ pháp lý phải làm vậy, ông nói. Cần biết rằng, theo Hiệp định Mekong năm 1995, các dự án ảnh hưởng dòng chính của sông phải được Ủy hội sông Mekong xem xét kỹ thuật, nhận ý kiến đóng góp từ các quốc gia thành viên, bao gồm Việt Nam, Lào và Thái Lan. Đây là căn cứ pháp lý quốc tế quan trọng cho Việt Nam, đòi hỏi phía Campuchia phải lấy ý kiến. Mặc dù MRC đã nhiều lần đề nghị và hai lần gửi công văn vào tháng 8 và tháng 10 năm 2023, Campuchia vẫn chưa chia sẻ kết quả nghiên cứu khả thi của dự án kênh đào Funan Techo. Điều này đã tạo ra một số khó khăn và thách thức trong việc đánh giá và hiểu rõ hơn về các tác động tiềm ẩn của dự án này. Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chan Thon cũng cho biết rằng hiện nay 33% hàng xuất nhập khẩu của Campuchia được vận chuyển dọc sông Mekong rồi tới các cảng của Việt Nam. Dự án kênh Funan Techo được kỳ vọng sẽ giảm 70% lượng hàng đi và đến Campuchia qua cảng Việt Nam, giúp nước này giảm sự phụ thuộc vào Việt Nam trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Không chỉ vậy, tuyến đường ngắn hơn từ Phnom Penh ra biển qua kênh Funan Techo còn có khả năng giúp giảm phát thải khí nhà kính, theo lời của ông Chan Thon. Điều này cũng khẳng định rằng dự án không chỉ hướng tới lợi ích kinh tế mà còn đóng góp vào mục tiêu bảo vệ môi trường. Phản ứng của Việt Nam. Dự án kênh đào Funan Techo đã được Hội đồng Bộ trưởng Campuchia phê chuẩn vào tháng 5 năm 2023. Dự án này dự kiến sẽ nối cảng sông Phnom Penh với vịnh Thái Lan ở tây nam Campuchia, đi qua các tỉnh Kandan, Ta Keo, Kampot và Ket. Theo tài liệu Campuchia trình lên MRC tháng 8 năm 2023, kênh Funan Techo sẽ bắt đầu hoạt động từ năm 2028 với tổng kinh phí đầu tư ước tính 1,7 tỷ đô la Mỹ. Dự án sẽ do công ty Trung Quốc thực hiện theo hình thức xây dựng, vận hành, chuyển giao. Đây là một lựa chọn thực thi phổ biến cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn, nhằm đảm bảo rằng các dự án được thực hiện một cách hiệu quả và kịp thời, trong khi vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều ủng hộ dự án này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng, ngày 5 tháng 5 đã đề nghị Campuchia phối hợp các bên để đánh giá đầy đủ tác động của dự án kênh đào Funan Techo đối với nguồn nước và môi trường sinh thái tiểu vùng sông Mekong. Đây là một yêu cầu quan trọng vì nó nhấn mạnh rằng việc bảo vệ nguồn nước và môi trường sinh thái là ưu tiên hàng đầu. Bà Hằng cho biết, đối với dự án kênh đào Funan Techo, Việt Nam rất quan tâm, tôn trọng lợi ích chính đáng của Campuchia theo tinh thần Hiệp định Mekong 1995, phù hợp với các quy định liên quan của MRC và quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Lời phát biểu này khẳng định rằng Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác và hữu nghị với Campuchia và sẵn lòng làm việc cùng Campuchia để giải quyết các thách thức liên quan đến dự án kênh đào. Chúng tôi mong rằng Campuchia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước trong Ủy hội sông Mekong chia sẻ thông tin, đánh giá đầy đủ tác động của dự án này đối với nguồn nước, tài nguyên nước và môi trường sinh thái của khu vực tiểu vùng sông Mekong, bà Hằng nói. Lời kêu gọi này đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ thông tin và hợp tác trong việc đánh giá và giải quyết các tác động của dự án. Bên cạnh đó, tiếp Phó Thủ tướng Campuchia Net Savoun tại Hà Nội ngày 6 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng khẳng định Việt Nam mong muốn cùng Campuchia và các quốc gia trong lưu vực sông Mekong hợp tác chặt chẽ trong các hoạt động sử dụng, quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững dòng sông Mekong trên cơ sở Hiệp định Mekong và các quy định của Ủy hội sông Mekong quốc tế, bảo đảm hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông vì sự phát triển bền vững của lưu vực, lợi ích của cộng đồng người dân trên lưu vực, trong đó có khu vực đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Vừa rồi là toàn bộ nội dung mà kênh QS News Khí tài quân sự muốn chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Ý kiến của bạn thế nào về chủ đề mà kênh vừa đề cập ở trên? Hãy cùng nhau chia sẻ để thảo luận với mọi người bên dưới phần bình luận. Nếu các bạn thấy nội dung bổ ích thì đừng quên like,
đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.